Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoạt động thu hút đầu tư của Thừa Thiên Huế phát triển khởi sắc năm 2019, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới về thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Huế Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cùng với những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi, trong chương trình sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 1 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ được chuyển đến quý vị. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 54 NQTVK ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị và xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng một số nội dung quan trọng khác, hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu quán triệt nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Theo đó, quan điểm của Bộ Chính trị tại nghị quyết này nêu rõ xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa cả về kinh tế xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh, không chỉ riêng của Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Xây dựng Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông Tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển, giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi, giữa phát triển di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản, giữa hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương. Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, cho phát triển hạ tầng giao thông đô thị và những ngành lĩnh vực kinh tế có tiềm năng lợi thế. Mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc, đảng bộ chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà triển khai kế hoạch 136 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, chỉ thị 40 của Ban Bí thư và chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chiều qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cả cơ quan khối nội chính 6 tháng cuối năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 6 tháng cuối năm, các cơ quan nội chính đã chủ động tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền các địa phương, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và một số nhiệm vụ đột xuất về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Tập trung xử lý, giải quyết tổ các tình huống, các vụ việc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và hai tuyến biên giới.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm như các đối tượng nước ngoài, thu thập thông tin, tình hình nhiều mặt trên địa bàn, tình hình an ninh trong lĩnh vực lao động xã hội còn nhiều vấn đề phức tạp, tình trạng lợi dụng du lịch để trốn sang nước thứ ba chưa được phát hiện kịp thời. Tội phạm về trật tự xã hội giảm, nhưng một số tội phạm nguy hiểm tăng, hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi ngày càng tinh vi và phức tạp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều hoạt động lớn. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan nội chính và các địa phương tiếp tục nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp. Thực hiện tổ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các đối tượng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện xử lý tham nhũng. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc sai phạm, không để tồn đọng kéo dài, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống thêm 0,5%, đẩy mạnh thực hiện chương trình giải quyết việc làm là những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xác định cần tập trung thực hiện trong năm 2020. Năm 2019, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết việc làm mới cho hơn 17.000 lao động, đạt 106% kế hoạch. Trong đó, đưa hơn 1.400 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt gần gấp đôi chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2019 đạt hơn 63%. Với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm 0,86% xuống còn 4,17%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm, Sở cũng đã giải quyết kịp thời hơn 2.700 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách và giảm định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, cấp kinh phí tu bổ, sửa chữa, xây dựng 21 công trình ghi công liệt sĩ xuống cấp. Cả công tác chăm sóc người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội được thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2020, Sở đề ra nhiều mục tiêu hoạt động, trong đó đáng chú ý là phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 16.000 người, đưa từ 1.800 đến 2.000 người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo thêm 0,5%. Ngoài ra, Sở cũng sẽ đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội đa dạng toàn diện. Gần 33 tỷ đồng là nguồn được cả cấp hội khuyến học vận động thực hiện các hoạt động khuyến học khuyến tài trên địa bàn toàn tỉnh. Đánh giá tại hội nghị triển khai công tác năm 2020 được Hội khuyến học tỉnh tổ chức vào chiều qua. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thái Sơn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Nổi bật trong công tác năm 2019 là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội với việc phát triển 171 chi hội, 53 ban khuyến học thành viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 128.000 người. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sơ bộ có gần 150.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 710 dòng họ học tập. Hội đã quan tâm hơn đến việc khuyến khích dạy và học nghề, bồi dưỡng các tài năng trẻ. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở các chi hội cơ sở đã tích cực phối hợp với các đơn vị, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sống, thu hút gần 14.000 lượt người tham gia trong năm. Công tác bồi dưỡng khuyến học khuyến tài cũng được quan tâm với hơn 50.000 suất học bổng và phần thưởng trị giá gần 33 tỷ đồng được các hội cơ sở trao tặng và các học bổng liên kết khác. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác để làm tốt hơn những nhiệm vụ trong năm 2020, trong đó chú trọng nhất đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, chăm lo phát triển quỹ khuyến học khuyến tài, đổi mới phương thức hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2019, hoạt động thu hút đầu tư của Thừa Thiên Huế có bước phát triển rất khởi sắc, đánh dấu một năm xúc tiến đầu tư thành công vượt kế hoạch đề ra với số dự án thu hút được gấp 2,5 lần về lượng và gấp 2,27 lần về vốn đăng ký đầu tư. Điểm sáng về phát triển kinh tế này cũng sẽ tạo động lực quan trọng để Thừa Thiên Huế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới 2020-2025. Trong năm 2019, nhiều dự án lớn của các tập đoàn có thương hiệu lớn đã khởi công xây dựng như dự án khu du lịch quốc tế Minh Viễn ở Lăng Cô, khu du lịch Vinh Thanh của tập đoàn BRG Tây Ban Nha. Ngoài ra, các dự án trọng điểm như dự án Laguna Lăng Cô giai đoạn 2, khu du lịch nghỉ dưỡng Địa Trung Hải, dự án bến số 2 và bến số 3 Cảng Chân Mây, tập trung thi công các hạng mục. Trong đó, những dự án này đang được đẩy mạnh tiến độ thi công để kịp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020 là dự án bến cảng số 2 và 3 Chân Mây.
Cơ bản là các cái công tác thi công về ở trên cái mặt bến thì cơ bản đã hoàn thiện, và hiện nay chỉ còn đắp cái phần kè bãi và là cái đường dẫn ra, thì cái việc này thì thi công thì nó tương đối thuận lợi. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019, toàn tỉnh đã cấp mới trên 30 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn đạt trên 22.711 tỷ đồng, chiếm trên 12% tổng vốn đăng ký từ trước đến nay, vượt kế hoạch đề ra với số dự án thu hút được gấp 2,5 lần về lượng và gấp 2,27 lần về vốn. Trong đó có khoảng 20 dự án trong nước với vốn đăng ký gần 14.428 tỷ đồng, 11 dự án đầu tư nước ngoài 293 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay có hơn 200 dự án đang chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, chiếm 36% dự án đăng ký đầu tư toàn tỉnh. Tỉnh riêng tại khu kinh tế công nghiệp tỉnh thì năm 2019, ban đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.600 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch với diện tích đất sử dụng hơn 218 hecta. Trong năm 2019 thì hoặc là có rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài thì đến nghiên cứu và đầu tư trên địa bàn của khu kinh tế và khu công nghiệp, đặc biệt là như các nhà đầu tư là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, rồi Mỹ. Những nhà đầu tư này có tiềm năng rất là lớn và quy mô đầu tư lớn, tạo nên sự lan tỏa trên địa bàn của khu kinh tế. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư cho những dự án quy mô lớn, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tiềm lực mạnh để tạo sức bật cho nền kinh tế, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có giá trị tăng cao, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các dự án trọng điểm đang nghiên cứu đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư. Qua đó đã tổ chức lại bộ máy xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung, hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ giai đoạn công bố dự án kêu gọi đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư đến hoàn thiện hạ tầng, cải cách hành chính với những biện pháp triển khai cụ thể như tích cực chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết đi kèm cùng đặc điểm hiện trạng sử dụng đất, các chỉ tiêu về quy hoạch, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhằm cung cấp đất sạch. Chúng ta tranh thủ nguồn vốn lớn, hai nữa là tranh thủ những đầu tư có thương hiệu, có cái quản trị tốt để chúng ta phát triển các ngành lĩnh vực mà chúng ta đang cần những cái nhà đầu tư lớn có thương hiệu. Thì năm tới thì tiếp tục phát huy được cái những cái quả nghiên cứu của cái nhà đầu tư trong năm vừa rồi, và tôi nghĩ là để có nhà đầu tư tốt để có thể cái công dự án thì mất từ 1,5 năm đến 2 năm. Và 2018-2019 chúng ta đã giải công kêu gọi đầu tư, và hy vọng 2020 sẽ có những cái dự án mới sẽ thực sự khởi công trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong khu kinh tế Chương Milanco và cái vùng du lịch ven biển. Ngoài hỗ trợ xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng thu hút đầu tư, thời gian tới các cơ quan chức năng tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới của công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và đối tượng cụ thể, phù hợp với cơ cấu kinh tế của địa phương gắn với bảo vệ môi trường. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2019 tiếp tục duy trì mức tăng hai chữ số, đạt gần 162 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% so với năm trước. Thời gian qua, thị trường bán lẻ trong nước đã chứng kiến một số nhà bán lẻ ngoài đuổi sức trên đường đua sau nhiều năm lỗ liên tiếp và đã rời Việt Nam sau khi thừa nhận chưa tìm thấy một mô hình kinh doanh phù hợp. Thực tế, kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài không hề dễ dàng và không được như kỳ vọng. Với dân số gần 97 triệu người, kinh tế tăng trưởng ổn định, thu hút được lượng vốn FDI, thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng. Dự báo vào năm 2020, doanh thu bán lẻ hàng hóa có thể đạt mốc 180 tỷ đô la Mỹ. Và nếu duy trì ở tốc độ tăng trưởng cao này thì chỉ một thời gian ngắn nữa, thị trường bán lẻ Việt Nam có thể cán được mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thị trường hàng hóa Tết bắt đầu sôi động. Năm nay, ngành công thương tỉnh đã tổ chức dự trữ hàng hóa phục vụ Tết đến các doanh nghiệp từ giữa tháng 12 năm 2019 với tổng giá trị dự trữ khoảng gần 1.720 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình bình ổn Tết thực hiện nhiều chuyển hàng đưa về các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Phóng sự ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới về thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Tại siêu thị Co-op Mart Huế, doanh nghiệp thường xuyên tham gia dự trữ hàng bình ổn Tết của tỉnh đã chuẩn bị lượng hàng hóa Tết rất dồi dào. Bên cạnh những mặt hàng bình ổn, đơn vị cùng một số nhà cung cấp tham gia giảm giá thêm nhiều sản phẩm tiêu dùng. Đặc biệt đối với mặt hàng thịt lợn, đơn vị đã chuẩn bị lượng hàng đảm bảo cung cấp dịp Tết với mức giá bình ổn.
Lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết năm nay của Co-op-Mart tăng hơn 30% so với năm trước, đồng thời thực hiện cả chuyến đưa hàng về nông thôn, cả khu công nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hàng chất lượng của người dân. Vào đầu quý 4 là đã thực hiện làm việc với nhà cung cấp để cam kết là đảm bảo cái nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán cũng như là giá cả đảm bảo là bình ổn. Tính tới thời điểm là trước 20 Tết âm lịch thì siêu thị Co-op-Mart Huế cũng đã tổ chức những chuyến bán hàng lưu động đưa hàng Việt về nông thôn và những cái khu công nghiệp để cho người tiêu dùng biết đến những cái thương hiệu Việt cũng như là bình ổn giá. Còn Bixi Huế đã tăng lượng hàng dự trữ lên hơn 25% so với năm ngoái, chủ yếu là hàng Việt. Doanh nghiệp tiếp tục tham gia bình ổn giá dịp Tết, thực hiện chương trình giảm giá, chương trình giá rẻ cho mọi nhà với hơn 7.000 sản phẩm thiết yếu. Đối với những mặt hàng tươi sống, đặc biệt là thịt heo, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị lượng hàng, góp phần bình ổn giá thị trường. Lượng hàng Việt là chiếm 95% từ các nhà cung cấp nổi tiếng ở Việt Nam như là Kendo, Orion, Chocobai hay là Vinamix. Bản thân những nhà cung cấp này người ta có những cái sản phẩm rất là tốt, những cái gam hàng phục vụ cực kỳ cho Tết và có cả những hàng cao cấp. Thì năm nay Bixi sẽ cùng với chương trình Tết thì Bixi sẽ mở cửa sớm hơn, là mùng 2 Tết là chúng tôi đã bắt đầu hoạt động. Hiện nay các doanh nghiệp hộ kinh doanh chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú đa dạng chủng loại, kiểu dáng, mẫu mã, số lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ước tổng giá trị dự trữ khoảng gần 1.720 tỷ đồng, trong đó dự trữ tại một số doanh nghiệp lớn khoảng trên 1.245 tỷ đồng, các chợ trung tâm, chợ đầu mối khoảng 174 tỷ đồng và nguồn dự trữ khác khoảng trên 300 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp sản xuất phân phối lớn trên địa bàn có sự chuẩn bị dự trữ cung ứng hàng hóa thiết yếu, hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết. Ngoài ra, các hộ kinh doanh tại các chợ lớn trên địa bàn như Đông Ba, chợ đầu mối Phù Hầu, An Cựu, Tây Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết. Ngành công thương cũng đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung dồi dào, chất lượng, bình ổn giá cả. Là về số lượng thì chúng tôi cam kết luôn luôn chỉ đạo các cái doanh nghiệp đáp ứng đủ cái nhu cầu của bà con. Việc thứ hai nữa là giá cả thì chúng tôi theo dõi chặt chẽ cái diễn biến và sẽ có cái điều tiết khi có cái tình hình biến động có thể xảy ra. Và yêu cầu các cái doanh nghiệp phân phối triển khai các cái hoạt động đưa hàng Việt về phục vụ cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, rồi phục vụ cho công nhân ở các khu công nghiệp để đảm bảo cho các cái bà con nhân dân mà có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp có thể tiếp cận trực tiếp với cái hàng hóa có chất lượng và giá cả phù hợp. Thì năm nay là em thấy là thị trường mua sắm của Tết thì sôi động hơn, sớm hơn mọi năm. Thì trong gia đình em thì cũng như mọi người thôi, thì em còn sắm cả cái đồ dùng hàng ngày và cả cái thực phẩm hàng ngày. Và so với giá thì em cảm thấy là nó cũng có dao động chi lớn. Và hiện tại em đi mua sắm cảm thấy rất là bình thường, giá bình ổn. Đặc biệt đối với mặt hàng thịt lợn, dự báo sẽ thiếu hụt nhất là trong dịp cao điểm Tết. Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối lợn trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch nhằm đa dạng nguồn cung thịt lợn, không để xảy ra đột biến giá hoặc thiếu hụt hàng. Đến thời điểm hiện nay thì tình hình thị trường cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên thì theo dự báo chúng tôi là vào dịp những cái ngày sát Tết thì tình hình thị trường có cục bộ sẽ có những cái biến động theo cái xu hướng tăng, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái doanh nghiệp để chuẩn bị đón nhận những cái việc như vậy để phục vụ tốt cho cái nhu cầu của bà con, đảm bảo là không có cái sự đứt hàng khi mà các cái dịp mà có cái nhu cầu cao. Hiện nay, các doanh nghiệp thương mại lớn đã tăng thêm kho hàng để đảm bảo dự trữ lượng hàng Tết, đồng thời tăng thêm nguồn nhân lực phục vụ tại siêu thị và thực hiện các chuyển bán hàng về các huyện, thị xã, vùng sâu, vùng xa. Các chợ hàng một và chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh đều đã có lượng hàng phong phú, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Trong năm 2019, tạp chí Văn học nghệ thuật Sông Hương, Bảo In tiếp tục nâng cao chất lượng, tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa Huế, cũng như phản ảnh khả trung thực diện mạo văn học nghệ thuật của Thừa Thiên Huế và đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Cùng với 12 số tạp chí thường kỳ và 4 số đặc biệt, tạp chí Sông Hương Bảo In cùng trang thông tin điện tử Sông Hương Online với hơn 3.000 tin bài được đăng tải, tiếp tục là nhịp cầu văn hóa, giới thiệu các nền văn hóa trên thế giới đến với Việt Nam và Thừa Thiên Huế. Đồng thời quảng bá văn hóa cho Huế, văn hóa Việt Nam ra với bạn bè quốc tế, nhất là đông đảo kiều bào ở nước ngoài. Kết quả nổi bật khác là đẩy mạnh sáng tác, tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật, tuyên truyền quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiều bài viết về chủ đề, chủ điểm, nhân các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước. Bên cạnh sự nỗ lực của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên góp phần vào thành công chung của tạp chí và cả hoạt động chuyên môn khác, còn có sự chung sức của đội ngũ công tác viên, là những nhà lý luận, nhà nghiên cứu, những học giả, anh chị em văn nghệ sĩ. Buổi gặp mặt không chỉ là sự tri ân những đóng góp đó, mà còn là dịp để ban biên tập lắng nghe ý kiến đóng góp, nhất là trong công tác chuyên môn, để nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung của tạp chí. Đại học Huế vừa phối hợp với Hội Thiện Nguyện VNHEP California tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020 cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay có 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá $200 được trao cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt học lực từ loại khá trở lên của cả cơ sở giáo dục thành viên trực thuộc Đại học Huế. Tổng số tiền học bổng trong đợt này là 660 triệu đồng do Hội Thiện Nguyện VNHEP California tài trợ, một tổ chức phi lợi nhuận do những Việt kiều ở Mỹ thành lập năm 1991 nhằm giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam có điều kiện để học tập tốt. Được biết, từ năm 2002 đến nay, VNHEP đã cấp hơn 1.800 suất học bổng cho sinh viên Đại học Huế với trị giá hơn 8 tỷ đồng. Ngày hôm qua, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho ông Akim Mijiami Wiesel, sinh năm 1978, quốc tịch Bỉ, bị đánh rơi trong lúc đi đường. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2020, anh Phan Trọng Huy, sinh năm 1995, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, khi lưu thông trên đoạn đường Tổ Hữu thì phát hiện một túi cá nhân của một người nước ngoài đánh rơi. Qua kiểm tra, anh Huy phát hiện bên trong túi có 4,4 triệu đồng, một hộ chiếu, hai thẻ ngân hàng và nhiều vật dụng cá nhân khác. Sau khi nhặt được tài sản bị đánh rơi, anh Huy đã nhanh chóng đến cơ quan công an thành phố Huế để trình báo sự việc. Công an thành phố Huế đã nhanh chóng ra thông báo và xác minh được người đánh rơi là ông Akim Mijiami Wiesel, sinh năm 1978, quốc tịch Bỉ, và đã mời ông Akim lên làm thủ tục để nhận lại số tài sản trên. Nhận được tài sản và các giấy tờ quan trọng, ông Akim Mijiami Wiesel bày tỏ lòng cảm ơn đến cơ quan công an thành phố Huế đã nhanh chóng tích cực tìm kiếm và trao trả tài sản cho mình. Đồng thời, ông rất cảm kích trước hành động đẹp của anh Phan Trọng Huy, nghĩa cử đẹp đáng được nhân rộng trong cộng đồng. Thông tin thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trời lạnh, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 81 đến 85%. Thời tiết biển đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.